Hello mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi kiểm tra một cái thuê bao mà khách hàng kêu mạng chập chờn. Đấy, khách hàng này thì họ bảo là họ không có đặt cái mật khẩu của wifi. Thì nếu như mà chúng ta không đặt cái mật khẩu wifi ấy, thì nó có rất nhiều vấn đề dẫn đến cái tình trạng là mạng chập chờn. Thì chúng ta sẽ cùng vào nhà khách hàng để xem cái tình trạng của nó như thế nào. Rồi chúng ta bắt đầu đi thôi. Về cái mạng chập chờn này thì nó có rất nhiều những cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân thiết bị đầu cuối là nó chiếm tỷ lệ khá là cao. Và một phần nữa là cái lỗi hệ thống chiếm có độ tầm 40-50% so với cái tình trạng mà khách hàng ấy kêu phản ánh. Còn 50% còn lại thì nó sẽ rơi vào 4-5 cái lý do của nhà khách hàng ấy. Chúng ta cũng vào thử xem. Ai à? Nó bị lâu chưa anh? Anh mới về à? Vâng. Anh mới mua tivi à? Anh xem ở trên tivi là nó bị chậm mà anh, hay là trên điện thoại? Ở trên tivi không sao gì anh? Tivi thì vẫn xem được. Cho em mượn điện thoại thôi. Anh vào Facebook là bị à? Nghĩa là lúc mà anh tắt điện thoại đi,
mà bật lên Anh em dùng nó iPhone à? hay bị mất À, wifi. à mất tự nó không tự kết nối lại gì anh. Đây anh vào đây đây cho em nè. Anh vào chỗ cài đặt này nhá. Anh vào chỗ wifi này. Thì anh kích vào cái chỗ chấm than này này. Rồi. Đây, anh tắt cái này nữa. À, nó không tự bắt đây gì anh? Nó không tự bắt lại đúng không? Mà mình đang dùng mà mình tắt đi xong là lúc nó bật lại lại mất. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái nhà nào đây nhỉ? Không biết. Nguyễn Bia này. Nhà Nhân rồi, nhà bên này nhỉ? Tức là anh tắt bật wifi. À, anh tắt điện thoại màn hình đi là nó không tự động kết nối lại đúng không? Đúng rồi. Do điện thoại hay là do cái gì? Do của mình cài điện thoại anh. Anh mở pass cho. Tức là Không, điện thoại bình thường anh đang đang dùng nó như thế mà tại sao lại bắt kết nối lại? rồi. Tự động kết nối mà. Ở đây thì nhà anh thì không có ai bạn cấu trộm. Không ai dùng. Thế bây giờ Anh muốn đặt mật khẩu không? có cài lại cho anh cái tên không là lần không ạ? Cái chỗ này mấy đứa anh làm cái bàn treo, giá treo. Nếu không ấy thì em đóng lên đây cho. Nhưng mà nếu mà sau này anh có cái kệ thì mình đặt. Cái tường này người ta xây bằng đá À, đóng thử rồi có được đâu, đúng rồi. Anh không khoan được rồi. không Anh khoan không được chơi được. để làm kệ. Tức là cái điện thoại của anh là cứ tắt đi bật lại là nó không tự động kết nối đó. Đi ra chỗ khác nó hết kết nối xong là vào quay lại này. À. Nó không tự lại. Do điện thoại hay là do mạng? Chờ chờ em. Để tí em. Tức là anh đi khỏi cái vùng sóng của wifi này xong tí nữa anh về là lại Đúng. không quay lại nó. Nó không cần đi và mình chỉ cần tắt điện thoại đi xong là lúc sau sờ điện thoại lại Lại tự phải kết nối tự bằng kết tay. nối. Không phải là một cái mà cái kia của mình cũng thế. iPhone là nó hay bị như vậy. Không phải anh ạ, mà cái dòng dòng iPhone đó nó có cái chế độ tự kết nối ở cái chỗ tay anh của anh ấy. Tí mình kích lên là được. Nhưng mà trước thì không bị như thế. À, Mình đã để là tí em. Anh muốn đặt mật khẩu là gì? gì nhỉ? Hà Nam. Hà Nam thì không đủ. Hà Nam 123. Thế thì 18 Nam Cao đi chứ. 18 Nam Cao. Đổi cho anh đừng cái tên nhé. Vâng. Tôi là gì anh? Hoàng Hiếu. Cho em mượn điện thoại nhé. Anh về được lâu chưa? Nhìn lâu rồi. Mấy tháng rồi. Trước vào đây lát được gì? Vâng. Nhưng mà hôm đấy hình như không có ai ở nhà. À thế à? Vâng. Để em thử đi ra ngoài đây xem. Tí quay về xem được.
Đi xa mãi như này rồi mà nó vẫn còn bắt được. Rồi, đây cái đoạn này không bắt được nữa. Mười năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tôi. Đâu anh? Ồ rồi. Đấy. Chứ nó do điện thoại ấy gì? Vâng, anh cứ bấm vào cái tự kết nối ấy thì khi nào mình về là nó ấy đấy. Bình thường vẫn để tự kết nối mà. À. Hay là do đấy. Ừ. Ok rồi không anh? Đấy. Lúc nãy em đi ra mãi kia là nó mất rồi đấy. Nó mất rồi. Về là nó tự kết nối lại đấy. Sáng nay thấy em đến là nó ngon lành chứ. Sợ. Đúng rồi. Cái này em gặp nhiều mà. Ví dụ như nhà có hai cái thì xuống tầng 1 thì nó lại không tự kết nối vào, nó lại nó vẫn kết nối tầng 2. Thôi em đi luôn đây. Vâng, thôi em đi đã. Có gì anh gọi lại nhá. Vâng. Mình vừa sửa xong một cái wifi mà khách hàng kêu là mạng chập chờn. Đây là cái lỗi này là lỗi của khách hàng mọi người nhé, chứ không phải là lỗi của bên Viettel cả, hoặc là của bất kỳ cái gì cả, mà do cái điện thoại iPhone ấy, khi mà mình không bấm vào cái tự kết nối ở cái thanh ngang của nó ấy, khi mà mình đến cái vùng phủ của nó thì mình phải tự thao tác bằng tay. Cái này mọi người chỉ cần bật cái thanh trượt là tự kết nối, tự động kết nối wifi ấy, thì nó sẽ được. Hôm nay cũng sẽ đi test cho mọi người hai cái mà khách hàng gọi lên tổng đài báo là mạng chập chờn. Rồi, xin nếu mà mọi người thấy video này hay ấy thì mọi người hãy like cho em và đăng ký kênh giúp em, và một cái comment ở bên dưới để tạo cái động lực để cho em ra những cái video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.